Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Channel và đây là chuyên mục Nhà Vlog. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến thăm một căn biệt thự nằm trong khu đô thị Vinhomes Green Bay ở khu Nam Từ Liêm. Vâng, và các bạn đang thắc mắc là anh Sơn đang ở đâu đúng không? Mà hôm nay không đứng ở đây với mình đúng không? Thì anh Sơn ơi! Đây, anh đây. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay muốn cho Vi chào đầu và giới thiệu là lý do bởi vì là đây là một trong những căn nhà rất đặc biệt, có một mối quan hệ nó cũng hơi gọi là rắc rối thì cũng rắc rối đúng không? Đấy, nhưng mà nó là một mối quan hệ đặc biệt với cả Vi. Thì xin giới thiệu mọi người, đây là nhà của bố nuôi của Vi. Theo như là chủ nhà đã đồng ý cho mình gọi như vậy. Vâng, và bây giờ thì bọn mình đang có mặt tại một trong những căn biệt thự nằm trong khu đô thị Vinhomes Green Bay. Và đây là một căn biệt thự song lập có diện tích, tổng diện tích là 360m2 và diện tích nhà thì là 92m2. Ok, và bây giờ thì mời anh Sơn cùng các bạn vào thăm nhà nhé. Ok, bây giờ thì khi mà đứng ở bên ngoài thì mọi người có thể thấy rất là rõ là chúng ta sẽ có một cái khu bên này, là khu mà với cá nhân của mình thì mình rất là thích có những cái mảnh vườn nho nhỏ ở đây. Khi mà vào thăm nhà, chúng ta sẽ cùng nhau thăm một chút xíu về cái khu vực vườn ở phía bên ngoài. Cái khu diện tích vườn này thì mình thấy rằng là nó cũng chiếm đến khoảng tầm là 30-35%. Thì đây, có thể đi vào rất là nhiều cây này. Đấy, thì mọi người có thấy cái nền sỏi đấy cũng là một cái điểm rất là thú vị. Thêm nữa rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều cây. Em so sánh với cả mảnh vườn nhà em so với nhà em thì căn nhà này là nhiều cây hơn đấy. Nhưng mà ở đây thì đặc biệt là em thích cái khu vực đi mà lát gạch trên nền sỏi thế này này. Hồi trước là nhà em cũng có làm kiểu này đấy, nhưng mà rất là khó vệ sinh. Thế nên là đã quyết định là bỏ hết đi và lát gạch toàn bộ. Mình thấy đấy chắc chắn cây là không phải chủ nhà trồng hết đâu, không phải chăm hết đâu, chắc là sẽ có người làm, sẽ có người thuê đúng không? Nhìn đây là có vẻ là có chuyên môn, là cây ở phần là nhập ở phía bên này thì sẽ có một cái khu vực đằng sau nhà là kiểu là để mà máy giặt rồi này, phơi rồi cái khu vực phơi rửa đồ bếp ở đây. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau vòng lại ra đằng trước. Rồi, xong khu vực vườn, ở đây thì cũng có một cái không gian nhỏ nhỏ nữa là để họt nấm bộ thôi, đúng không? Nhưng mà công nhận là cực kỳ đấy. Thực ra ở đây là em thích nhất cái dàn hoa giấy ở trên này này. Ở cổng với cả ở trên các hành lang ở các tầng ấy, ở ban công ở các tầng ấy. Công nhận là chủ nhà có một cái sự đầu tư nhất định về hoa cũng như những cái màu sắc trang trí thêm cho căn nhà này. Bây giờ thì sẽ mời mọi người vào phía bên trong. Ở đây thì mình sẽ phải đi lên một cái bậc tam cấp như thế này. Và em nghĩ là lý do mà người ta xây nhà cao hơn thế này là vì đây là một căn nhà 3 tầng nổi và có một tầng hầm. Đó, thế nên là nhà sẽ được xây cao lên để có diện tích ở tầng hầm ở dưới nữa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bước vào căn nhà, vào tầng 1. Cảm nhận đầu tiên của anh khi bước vào căn nhà thế nào? Với anh thì đây là một không gian phòng khách được thiết kế rất là trang nhã và hài hòa. Đây chúng ta có thể rất rõ là cái phong cách thiết kế nó hơi tân cổ điển đúng không? Rất là đặc biệt một cái mà Vi cũng vừa mới nói với mình thì đó là cái khu vực này. Bình thường khi các bạn bước vào luôn nó sẽ là khu vực phòng khách luôn. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ có một cái sảnh nhỏ nữa, gọi là sảnh thì cũng hơi quá nhỉ. Nhưng nó sẽ là một cái bậc thềm đó, để nối lên phía bên trên này. Thì ở đây là chủ nhà có tặng một cái quầy tủ thì có để những cúp lưu niệm này, rồi một số những cái khu vực trưng bày bình nữa thì mình thấy cũng khá là đẹp. Ở trong này thì cũng để một số những cái vật dụng mà kiểu tiện để khi mình đi ra ngoài thì có thể lấy luôn. Bước vào căn nhà thì em thấy đây là một căn nhà với tông màu chủ đạo là vàng trắng và có điểm một chút hồng. Thêm một điều nữa là mình cũng có thể dễ thấy là đi đến cái khu vực không gian phòng khách thì sẽ có khu vực ghế sofa ở đây, thì cũng là một cái ghế sofa mà mình thấy các bạn nhìn cũng có thể đoán được luôn, đây là thiết kế tân cổ điển rồi. Ngồi thử nhé. Sướng không em? Thích hơn sofa nhà em. Thì là sofa này thì có một cái gì đấy rất khác. Vâng, em xin lỗi. Nói chung là mình thấy không gian phòng khách này nó tuy khá là nhỏ so với diện tích của ngôi nhà, với mình thì mình đánh giá như thế. Nhưng mà nó vừa đủ, nó kết hợp với cả một cái không gian, khu vực đèn lên trên, rồi cái màu tất chủ đạo như là Vi có nói. Nên là nhìn tất cả mọi thứ nó kết nối rất là hài hòa với nhau. Ngoài cái khu vực ghế sofa cũng như là bàn uống nước ở phía bên này mà mình đã nhận xét cho các bạn là nó rất là phù hợp, thì chúng ta sẽ có một điểm đặc biệt nữa ở trong không gian phòng khách này, đó chính là khu vực lò sưởi giả. Vi em thấy cái khu vực lò sưởi này thế nào? Cá nhân em thì em thấy đây là cái điểm đặc biệt nhất của phòng khách. Tại vì là đối với các nhà khác thì người ta có thể để ở đây một cái kệ tủ để tivi này, nhưng mà gia chủ ở nhà này thì lại dùng một cái lò sưởi giả, cũng là để hợp với cái phong cách tân cổ điển của căn nhà nữa. Có một điều nữa đó chính là về cái vật liệu. Bình thường thì các nhà khác vật liệu của lò sưởi giả thường sẽ sử dụng như là gỗ hoặc là nhựa thôi. Còn ở đây thì chủ nhà đã dùng vật liệu bằng đá, cái phần sau là cũng bằng đá luôn.
thì mình thấy đây là một cái đặc điểm, một cái chi tiết mà cho thấy rằng là chủ nhà đã rất là đầu tư và chăm chút cho những cái trang thiết bị cũng như từng chi tiết một, chỉ đơn giản là chúng ta mới tham quan không gian phòng khách thôi. Nên là bây giờ thì có lẽ để hiểu thêm về phong cách của chủ nhà chúng ta sẽ cần phải đi thêm. Và ở căn nhà này thì em cũng thích cửa kính ở phần bên cạnh nhà như thế này để có thể lấy toàn bộ ánh sáng tự nhiên vào nhà và có thể nhìn ra vườn nữa này. Đó, còn nếu mà khi nào mà mình không muốn quá sáng hoặc là không muốn quá lộ liễu thì mình có thể đóng rèm vào, và hệ thống rèm ở trong căn nhà này đều dùng bằng điều khiển các bạn ạ, mình không phải động tay. Đấy, để mình thử cho các bạn nhìn nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả khu vực không gian phòng bếp cũng như là phòng ăn luôn. Vì em thấy sao? Em thấy em cũng đang không thích cái màu xanh ở trên mặt bàn này lắm. Nhưng mà em cực thích cái bộ ghế. Còn cái khung bàn ăn này mình nghĩ là nên đổi cái phần kính này đi sang màu khác. Màu trắng cũng được. Là cái màu kiểu hơi... màu xám, xám, xám vàng. Là một ý kiến hay. Đến với cả khu vực đảo bếp ướt thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là thay vì việc bình thường sử dụng inox thì ở đây chủ nhà đã sử dụng cái vật liệu rất là khác. Và nhìn màu nó cũng sang trọng hơn rất là nhiều. Ở đây thì đến từ thương hiệu Techno Home. Thì đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là ở phía bên này mình thấy rất là thích cái này này. Trông nó như kiểu một ngôi đền ấy nhỉ? Sáng trọng ấy. Mặc dù đây chỉ là phần để máy hút mùi của bếp thôi nhưng mà đây thấy nhìn thiết là... kế cầu kỳ. Ừ, kể những cái khu vực kệ bếp này, những cái chi tiết cửa nắm này. Đây là mấy cái chi tiết kiểu này anh thấy nó cũng rất là hay. Mình thì mình thích là nếu như mà đã thằng thiết kế tân cổ điển thì mình vẫn thích là nếu có khu vực đèn nữa đây thì cái đèn chùm ở khu bàn ăn đấy hả? Vẫn là xịn. Mà nó kiểu nó phản chiếu xuống bên dưới bàn ăn thì nó đẹp hơn và tạo cho cái ánh sáng ở phía bên trong phòng ăn ấy nó linh hoạt hơn. Em vừa mới nhìn ra là tất cả hệ thống điều hòa ở căn nhà này đều là điều hòa âm tường này, không hề có một cái cục điều hòa nào ở giữa nhà mà tất cả đều là điều hòa âm tường. Thế nhìn thì rất là thẩm mỹ. Đấy là cũng là lý do tại sao mà mình thấy là cái nhà này, tức là cái phong cách định hình của chủ nhà rất là rõ. Là tân cổ điển, tất cả mọi thứ nhìn nó có vẻ hiện đại. Và ở đây là chúng ta sẽ có một cái vách ngăn bằng kính. Bình thường thì nhiều nhà người ta sẽ đặt ở đây một cái kệ tủ để vách ngăn giữa bếp với cả lối đi xuống tầng hầm. Nhưng mà gia chủ ở đây đã sử dụng vách kính này em thấy rất là thoáng. Không chỉ là mỗi khu vực ngăn cách giữa phòng bếp và tầng hầm mà thậm chí là cầu thang chúng ta cũng thấy là cái khu vực này được làm toàn bộ bằng kính cả. Cầu thang này nếu các bạn có thể nhìn thấy là tất cả là một gỗ. Ok, và bây giờ thì chúng mình sẽ đi lên tầng 2. Rồi, bước lên trên khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau thăm phòng ngủ, có thể gọi là phòng ngủ master trong căn nhà này. Là phòng ngủ dành cho bố mẹ trong gia đình. Yes. Đây là khu vực tủ để đồ, thay quần áo, nối liền với cả khu vực nhà tắm và phòng vệ sinh. Thì cá nhân mình thấy là cái tủ để đồ này thì nếu các bạn để ý, cả hai bên đều là dành cho bố, nam giới. Thì có vẻ như rằng là bác là một người rất là kỹ tính và có vẻ là chăm chút. Ở đây chúng ta thấy là có khu vực ở bên dưới là để vali cặp. Phía bên này thì sẽ là một số những khu vực để đồ mà hay dùng. Đây, phía bên này sẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào luôn khu vực phòng tắm cũng như là nhà vệ sinh. Đây là một cái nhà vệ sinh mình thấy là đẹp. Và đặc biệt ở đây chúng ta có hai chiếc lavabo. Đó, theo buổi sáng nếu mà vợ chồng mà cùng dậy 1 giờ này, cùng đi làm 1 giờ là sẽ không phải đợi nhau. Gương ở đây cũng rất là lớn để có thể dùng chung được. Phía bên này là phía bên khu vực bồn cầu thì mình thấy có đây cũng một cái bồn cầu tự động. Chúng ta sẽ có những cái nút bấm ở đây để có thể điều khiển luôn cả khu vực rèm nữa. À, đây cũng là một chiếc rèm nếu mà kéo lên thì nhìn thẳng ra bên phòng ngủ đúng không? Đúng rồi. Wow. Nào, ta sẽ đi ra bên này, bên ngoài. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ đi sang khu vực chính của phòng ngủ. Wow. Ở đây còn một chiếc tủ nữa anh Sơn ạ. Tủ này chắc là tủ để đồ cho mẹ. Nhưng mà để đây thì cũng được, để đây thì cũng là một cái hay. Hai mặt tủ đấy. Đây cũng là tủ âm tường luôn. Thì với không gian phòng ngủ này, cá nhân mình đánh giá là nếu để nhìn ra thế này nhá, thì mình thấy là đây là thực sự là phòng đẹp nhất trong nhà. View ra bên ngoài cũng rất đẹp, cũng như là có không gian rộng. Thế nên là chúng ta thấy rất rõ là mặc dù là thiết kế tân cổ điển mà có khá là nhiều vật dụng trong phòng nhưng nó không bị rối bí và bị rối. Thì khu vực giường chính ở đây mình cũng thích cái khu vực màu xám này, nó rất là ăn với cả màu tường. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái tủ đầu giường, một chiếc đèn ngủ trông cũng rất là sang trọng đấy chứ. Đa phần đồ rất ở trong nhà thì mình thấy rằng là nó sẽ có một màu chủ đạo là màu trắng kết hợp cùng một màu nữa, nhưng nó khác với cả tổng thể những cái màu trong ngôi nhà. Với mình thì mình sẽ không chọn, ví dụ chẳng hạn ở đây này là chúng ta có hệ tủ là với màu trắng và màu kem, nhưng với mình thì mình sẽ không chọn màu kem, có thể là trắng hết hoặc là trắng sáng kiểu vậy.
Đấy, nhưng mà như mình đã nói là chúng ta sẽ có một cái view rất là đẹp. Có khu vực đây. Thì có thể mở ra cho mọi người. Đó, có khu vực view nhìn ra phía bên ngoài, phía bên kia là bể bơi. Một trong những cái tiện ích ở trong khu Vinhome Vinbay đây. Như các bạn thấy ở bên này, đây là khu vực bể bơi ngoài trời. Và ngay phía bên tay phải sẽ là bể bơi trong nhà và khu vực phòng gym. Đó, nên đây là một căn nhà mình đánh giá là có vị trí rất là đẹp luôn. Đi bộ sang đối diện là có bể bơi, có phòng gym luôn. Có một khu vực nữa là khu vực thư giãn ở phía bên cạnh hệ tủ TV ở đây. Mình không biết là ngồi đây thì sẽ có thể đọc sách nhỉ. Đây là một ghế đọc sách, nhưng đây là một ghế mà mình rất là thích. Trông tận hưởng quá nhỉ. Đây, bên này thì mình sẽ có một cái bàn trang điểm dành cho người phụ nữ xinh đẹp nhất của gia đình đúng không? Và ở đây trên này thì mình thấy là có rất nhiều loại nước hoa đắt tiền anh ạ. Đây chắc là một bộ nước hoa mơ ước của tất cả các bạn con gái đấy. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bước vào một căn phòng toàn màu hồng. Đây là phòng dành cho hai bé ở trong nhà. Đó. Đó, hai chị em ngủ với nhau thì đây là một căn phòng mà mình thấy rất là đáng yêu. Tất cả mọi thứ đồ rất đều màu hồng, rèm cửa cũng làm riêng duy nhất phòng này màu hồng luôn. Mình thấy rằng là cái điểm đặc biệt nhất mình rất thích ở đây cho các bé. Anh Sơn có bảo với mình là anh Sơn ước muốn từ bé đến giờ là được sống trong một căn phòng có giường tầng, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Sau này nếu như mình có con, mình sẽ mua cho cái giường tầng. Ở phía bên này thì sẽ là khu vực để gấu bông, những đồ chơi hoặc là sách vở nho nhỏ tô màu các bé. Đó, một cái không gian rất là tuyệt vời để cho các bé ánh sáng rất là nhiều. Mình thấy là căn biệt thự này là một căn biệt thự mà rất là hay, và chúng ta sẽ có rất nhiều cửa sổ để tận dụng ánh sáng. Cửa kính. Bên này thì chúng ta cũng có hai bàn học dành cho hai bé luôn này. Thích nhở, cảm giác kiểu lúc nào cũng là hai. Ôi cô tê nhở, lúc nào hai chị em ngủ thì ngủ cùng này, học cùng này. Thì đây, các bé có một cái rất là hay, các bé cái này hình như là các bé muốn order làm như sao là có cái khu vực led, có đèn led ở xung quanh, ở xung quanh gương. Cái này thì khác hẳn với cả kết cấu gương ở phía bên khu vực phòng của bố mẹ đúng không? Em nghĩ đây là căn phòng đặc biệt nhất trong nhà đấy, tại vì tất cả những căn phòng khác nhá đều chung một cái thiết kế là tân cổ điển đó, với tông màu chủ đạo là trắng vàng này. Còn đây, một căn phòng chỉ toàn màu hồng. Cảm giác kiểu bước vào một không gian hoàn toàn mới lạ. Cô tê quá. Rồi, bước lên trên khu vực tầng 3 thì chúng ta sẽ có tất cả 3 phòng trên này, một phòng ngủ, một phòng thờ. Thì hãy đến với phòng ngủ đầu tiên. Đây là một phòng ngủ mình khá ấn tượng với cả cái phong cách thiết kế ở bên ngoài. Chúng ta sẽ có một cái khu vực cửa mái vòm đan xen với nhau như thế này, trông cách điệu nhỉ. Thực sự là mình thấy phòng này có vẻ là phòng kiểu mình thấy phong cách đấy, đầu tư đấy. Bên trong thì nhìn một cái giường rất là xinh. Phòng này thì chắc là để khi nào mà có khách đến ấy, ngủ qua đêm ấy, thì sẽ mời lên trên này. Đó, có một chiếc phòng dành cho khách thôi, nhưng mà cảm giác là cái đồ nội thất trang trí cũng như là cái phần thiết kế nhìn vẫn rất là đầu tư. Đầu tư đấy. Vẫn có rèm để kéo vào tạo sự riêng tư cho căn phòng ngủ, nhưng mà khi mà không có ai thì kéo ra. Tổng thể căn phòng nếu như các bạn nhìn thì diện tích của nó không quá lớn. Bởi vì chúng ta sẽ đến phải 3 phòng trên tầng 3 này cơ, nhưng mà vẫn rất là vừa đủ và có một cái nét riêng so với các phòng khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả khu vực phòng ngủ thứ hai ở trên khu vực tầng 3 này. Ôi. Chắc là đây sẽ là phòng ngủ mà mình thấy là nó hơi... Có lẽ là cũng là phòng ngủ dành cho khách hoặc là có thể là tác giúp việc. Bởi vì là nó hơi... nhìn nó hơi đơn giản đúng không nhỉ? Nhưng mà thật ra thì đây là phòng ngủ dành cho cô con gái cả của gia đình. Nhưng mà tại vì là... anh thấy có một sự đối xử không được công bằng lắm không? Thật ra thì nói đùa thì thôi, chứ tại vì là bạn ý là du học sinh, rất là ít khi về nhà. Thế nên là bố mẹ lúc mà xây ấy thì cũng không đầu tư quá nhiều vào căn phòng của bạn ý. Cái này mình xin đứng về phía của bạn cứ luôn con cái cả gia đình. Con nói thật với cô, con xin phép xưng con ạ. Con nói thật với cô là con nghĩ là cô nên thay cho bạn cái ga giường thứ đầu tiên. Thứ hai là cái chăn này cũng có thể là con u thẩm mỹ của con, nhưng mà con thấy nó cứ giống cúc gà xưa và nhìn nó cứ thế nào với cô ạ. Thôi đấy vui thôi, nhưng mà thực ra là bởi vì là không có sử dụng nhiều nên là thế này là mình nghĩ là cũng hợp lý rồi. Ở phía bên này là khu vực phòng thờ, thì chúng ta sẽ có là một phòng thờ mà mình thấy rằng là rất truyền thống. Đa phần những gia đình như thế này thì đều sẽ sử dụng phòng thờ với chất liệu chủ đạo là gỗ. Thậm chí là màu sàn gỗ là cũng được lát sàn gỗ đậm hơn này, phù hợp với cả hệ thống ban thờ, với cả kệ tủ ở trong phòng thờ. Đây là một phòng thờ đầu tư đấy. Bởi vì chắc chắn là cái khu vực ban thờ này giá trị không hề nhỏ.
Ngay bây giờ thì bọn mình sẽ đi xuống một căn hầm trú ẩn của căn nhà này. Bình thường thì đối với các nhà khác thì em thấy người ta sẽ tận dụng hầm có thể để làm hầm rượu. Nhưng mà ở căn nhà này thì gia chủ đã sử dụng để làm phòng karaoke. Wow. Đây là khu vực phòng hát karaoke. Và mình thực sự thấy rằng là choáng ngợp không anh? Choáng ngợp. Choáng ngợp. Thứ choáng ngợp mình nhất thì chắc chắn ở căn phòng này đó chính là cái khu vực này. Chúng ta sẽ có khu vực ghế sofa để ngồi. Nhưng mà đặc biệt là cái khu vực những cái chi tiết mà gia chủ đã trang trí ở trên tường. Chúng ta có những cái phần tượng khối tượng này, rồi gương này, rồi đèn này, tất cả mọi thứ nó hòa quyện với nhau cùng với cả khu vực ánh sáng trung tâm được chiếu xuống bởi một cái khu vực đèn trù. Nó thực sự khiến mình cảm giác là một cái sự sang trọng, một cái sự đẳng cấp khác so với cả quán karaoke 64 Chùa Lá mà mình hát. Bởi vì sao? Ở dưới này nó có, sẽ có đầy đủ tất cả mọi tiện ích luôn. Chúng ta có khu vực TV giải trí ấy, và âm thanh là chắc chắn rồi. Anh biết gì không? Thậm chí ở đây còn có một chiếc tủ lạnh anh ạ. Tính ra bia rượu, hoa quả xung quanh tất cả mọi thứ. Em nghĩ là 1 giờ thuê hát ở đây cũng đắt đấy. Ở mấy thứ này là khu vực quầy rượu trang trí ở đây. Điều các bạn sẽ thấy một số chai rượu rất là Chivas 18 này, 12 này. Và ở đây đặc biệt chúng ta có một chai rượu bên trong có vàng thật các bạn ạ. Đây, sành rượu thì Golden Snow cũng là một trong những chai này hay này. Với một review công nghệ như mình thì khi mà nhìn thấy một chiếc TV OLED các bạn ạ, với một cái độ rộng như thế này, định giá anh, trên thị trường chắc bao nhiêu tiền anh? 90, 80, 90, 90, 100 triệu. Trời ơi. Vâng, Vi. Dạ. Chuyển đi em. Anh biết em thích phần này nhất. Anh, bật màn hình lên cho em. Phía bên này, khu vực đi vào chúng ta sẽ thấy một cái lồng kính. Nếu các bạn để ý thì đây chính là một cái thân cây gỗ được đục đẽo thành hình của một chiếc bình. Thật sự đây là rất là cầu kỳ và cái giá trị của nó chắc chắn là không nhỏ. Ở đâu cũng thấy 10 tiền. Những cái thứ giá trị nhất nó phải để ở dưới này. Và sau một vòng mình đi quanh căn nhà này thì thật sự là bây giờ phải ngồi xuống, bình tĩnh ngồi xuống cho nó đỡ choáng anh ạ. À, này, anh ôi, anh cũng không cảm nhận được gì cơ, bởi vì là anh cảm giác mình vừa bước một không gian siêu thực. Bây giờ anh có muốn nghe một thứ nó choáng hơn nữa không? Xin mời em. Đó chính là tổng giá trị của căn nhà các bạn ạ. Và theo như mình được biết thì tổng giá trị của căn biệt thự này rơi vào khoảng 35 tỷ. 35 tỷ. Thế thì về mình sẽ giật lên thành 40 tỷ. Nhưng mà nói vui thế thôi. Chúng ta thấy được rằng là rõ ràng là từ lúc mà các bạn bước vào không gian ở phía bên ngoài, cái vị trí này, rồi tất cả những cái phong cách thiết kế, đồ nội thất ở trong nhà cũng dễ hiểu với cái giá trị của cả một căn nhà như thế này. Đặc biệt là các bạn thấy là khu vực tầng hầm nó là khu vực mà cực kỳ giá trị. Với cá nhân của mình thì đánh giá đây là một căn nhà mà hình như là gia chủ cũng có thuê thiết kế, nên là một cái phong cách rất là rõ ràng với cái thiết kế tận cổ điển. Nhưng nói chung là mình thấy là gia chủ cũng là một người có gu đấy chứ. Từ khu vực sân vườn này cho đến khu vực trong nhà đều được chăm chút, rất là chi tiết và rất là cẩn thận. Nhưng dù sao thì ngày hôm nay bọn mình cũng đã giới thiệu cho các bạn một căn biệt thự ở khu Vinhomes Green Bay Mễ Trì, Nam Từ Liêm đúng không? Thì các bạn cảm nhận thế nào về căn nhà này hãy comment ở phía bên dưới. Và nếu như các bạn khán giả nào của S-Channel muốn chia sẻ căn nhà của mình hoặc là biết những căn nhà nào đẹp mà muốn giới thiệu để cho bọn mình đến thăm thì có thể comment ở dưới hoặc là gửi mail vào địa chỉ email bọn mình để ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì có lẽ sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau. Đừng quên like, share và subscribe YouTube cho S-Channel nhé. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.